Nam Hạng vui mừng trước tình có đức hồng y mới, tên từ Hãng Thành. Người Công giáo ở Hãng Thành vào hôm nay đã tỏ ra vui mừng trước tin tức là Đức Giáo Hoàng Francis đã phong chức hồng y cho Tổng giám mục Nam Hạng Andrew Yeong Soo Jun. Hôm qua, Đức Giáo Hoàng Francis đã phong chức cho 19 tân hồng y ở khắp nơi trên thế giới và nhấn mạnh mối quan tâm của mình đối với các nước nghèo. 16 người trong số này là những đại cử tri hồng y dưới 80 tuổi, tức đủ điều kiện để tham gia mật viện bầu giáo hoàng. Một nửa trong số họ không phải là người châu Âu, cho thấy tầm quan trọng của thế giới đang phát triển đối với Đức Giáo Hoàng Francis. Ông là Đức Giáo Hoàng châu Mỹ Latin đầu tiên và là vị giáo hoàng không phải là người châu Âu đầu tiên trong 1.300 năm. Các hồng y là những cố vấn thân cận nhất của Đức Giáo Hoàng tại Vatican và trên thế giới. Ngoài việc lãnh đạo giáo hội trong nước của họ, những người không có trụ sở tại Vatican là những thành viên của các ủy ban quan trọng ở Rome quyết định về những chính sách có thể ảnh hưởng đến 1.2 tỷ người Công giáo La Mã. Ông Yeong, 70 tuổi, sẽ là vị hồng y thứ ba của Nam Hàn. Lễ phong chức cho các vị tân hồng y sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng Giêng.